Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của anh em mình nhá. Đây em quay cho mọi người xem cái tổ chim. Ô, tổ chim đấy. Đây mọi người, trên cây. Tổ chim bó rồi. Bó rồi mọi người. Sục rồi. Sẽ chăm được ngon. Mưa này có sổ. Bên kia mọi người ta không cắm hành thì anh em mình đi ở mấy đấy kích thì đẹp quá. Cái này thì anh phải đi xuống một tí để ấy rồi. Nước này mà không có cá thì cũng hơi phí mọi người. Cánh mùa đầu kia mọi người nhé. Cua lúa luôn rồi. Nó hơi có hơi người phát là nó đấy. Ui phi cụ, ui phi to đâu, cần cẩn thận anh nhé, xúc người đấy, cắm bù rồi. Tôi đánh cho bọt lên, tôi xúc cho bọt lên là kiểu gì cũng thế đó. Mà con này nằm không, không cái bọt chạy này nằm không, thu trong lòng tí bên phải, tại bên phải này. Thu trong lòng tí. Buồn này dài lắm anh, sâu thu bên trong này đấy, thu vào trong lòng á, bên đây bên phải, hất sang bên phải thu trong lòng đi. Đấy bực nhỉ, tí quăng rồi cắm bùn không ạ. Đôi khi nào cũng sập to đùng đấy. Phát này dễ sổ. Đấy chú dùng á. Đấy ui nó lãng cá kìa. Đấy chạy đầu kiểu ơi. Em sợ chạy vật đồ vật lại rồi. Thế bóng đen vật lại rồi. Nó phà thế dễ rồi. Đấy sổ bé. Sổ bé kìa. Đây con gì trong đây. Ui số ta. Ui nhiều thế nhỉ. Đánh nùa vào đây xem tình thế nào nữa. Ô con gì cày. Con cày trong bụi. Ừ. Ui cá lên. Nhưng tập xe xe rồi. Đánh cho đi chết. Đấy sầu coi, rất nhiều sầu coi. Thì dưới có sầu chuối. Đấy, một phi đây. Phi to. Bắt đây con đi may. Vừa con vừa nó không may này, con này phải cho may được mọi người. Con này cần con lúc đấy nhỉ. Cứ lần lại con vừa to luôn. Mọi người có sầu đấy. Đứt dạng. Này một con thích khác rồi. Trong. Đây, nên lúc đấy. Cố hút hết đi, đủ bữa cho các cô. Nhiều người bình luận trên kênh của mình vừa cho các cô hay là cho phép. Nhưng mà mình chỉ biết cười cũng chả biết làm gì mọi người. Dù phi. Hai con liền. Thế nên bây giờ lúc cho mình quay video nó tự nó mất cái hình ảnh đi cho mọi người. Nhiều anh em nhiều người kiểu như vào nói như thế. Đấy. Ở trong kia có con gì nữa? To vậy. Có một con phi đầu này. Cực kỳ to đấy. Ngon không? Đấy, trong tre nó vẫn cục cục đen. Chẳng biết là con gì kìa. Anh cầm cần anh bới tre không bới đâu. Không biết có sỏ hay là đô phi nữa. Mùa gầm nhậu đâu.
ngồi dưới gầm xuống, anh ngồi thấp mà anh ngồi dưới gầm. Anh vớt vớt vào bên trong. À đây, xổm đây. Nào rồi. Sạch ngon rồi. Nuôi, phải nuôi nhé mọi người. Ố, cái gì xì đẹp. Ủa con gì nhỉ? À đây cá cánh mọi người ạ. Cá cánh hay xì xìa? À xì xìa. Con xì xìa này bé nó bị ấy, ấy đổ viên gen hay sao. Nó xoắn sáng. Ui giời, xì xìa. Nó đang vũ nước sâu sâu ấy. Ui giời, sổ bé kìa. Mấy con sổ bé liền. Đoạn này mình quay hơi xa đi mọi người nhé. Bắt được một con rô ron. Ủa mấy con rô ron hả? Ui nhiều nhỉ. Ui làm la liệt dưới. Đúng là cái siêu hoa là rô ron đấy. Thấy bốn con mọi người. Trước mắt là mình nhìn, mắt mình nhìn thấy bốn con. Cái con vớt này. Nước trong rồi, cái nước trong nhỉ. Đây mọi người quan sát nhé. Đấy, một nữa con nữa này. Vớt con nào dễ vớt trước anh nhỉ, không tí nó đục là mất hết. Được ba con rồi. Thôi con thấy bé không thấy thôi. Được. Để không tốn thời gian của mọi người, anh mình chạy đi kiếm mặt. Nhưng mà đưa về cho con nước. Có, bên trong kia có. Và đây sang sọt luôn rồi. Đấy. Lươn bắn đi. Bắn lên, ừ, con lươn. Đi vào trong đây chứ. Đấy. Quay cái cá to ấy. Bên vật trái, bên vật trái. Đùi cá cũng còn cá chuối à? Đây. Còn nào cũng có mà. Đâu, thấy chưa? Đùi cá này. Đâu, đâu, đâu. Đây. Anh vớt được, anh vớt được. Khó vớt hết. Ok kia này. Anh nhìn chưa? Con. Cũng bà có tay. Như thế em thích mỏ. Đấy, nó có con rồi đây kìa. Có cái điện thoại. Đây, đây. Đâu, đâu, đâu. Ơi, còn sọc nữa này. Còn con nữa ở dưới cả này cơ. Mấy con đấy mọi người. Đây, còn, đây còn con dưới cả này kìa. Nhanh, nhanh, nhanh vào đi, nhanh, nhanh, nhanh vào khôn. Rồi, nhanh, nhanh vào đi. Bữa giờ nãy cũng có con tập mà không ở chú đâu con có này nè đâu đâu rồi này lúc năm bèo có cá luôn mọi người có đầu thôi có thấy không không thấy đừng đừng rồi rồi nhanh nhanh phần nhanh phần không thấy con nó vừa nó phỏ ra đấy. Không thấy. Ui lầy thế. Ở dưới nha. Lầy lắm. Ui lầy. Vừa lầy vừa khó đi nè. Cầm hùng cầm máy quay nha. Mỏ một tay nó khó mỏ. Con này như là cái con vừa nó chạy ra rồi. Không thấy. Chứ có cá là mình thở phát là thấy luôn mà. Như là cái con vừa chạy ra rồi. Đó, chứ con đã hồi nhanh nhỉ. Không thấy. Con vừa chạy ra rồi. Còn con nó vừa bên trái. Lấy. Nó vừa bên trái kia nó cơ mọi người. À. Hơi vất vả. Vật bèo, vật bèo. Đây còn gì?
Ở đây đúng rồi, con rồi nó chạy em kìa. Đấy. To. Đây. Vớt đây được không? Đấy. Này, mọi người. Vớt luôn đi, vớt luôn đi. Lúc nhỏ con này hơi ghé tí thôi. Không có đậu dầu. Dẫn mà. Úi. Được cái này trong năm đèo này nó ấy đánh phát nó phục rồi luôn. Hôm nay là đi vội nên là mình không mặc áo lao động mọi người ạ. Mọi hôm là hai anh em đi mặc áo lao động, hôm nay đi vội quá thế này không kịp mặc áo lao động. Đâu không? Nó lấn trong cái bụi tre này anh cứ phải tí hết. Rồi nó nấp trong lá tre. Chỗ như này nó lắm sọc đi mọi. Nhìn như không có nhưng thực ra nó có. Chỗ án ít lắm. Quay đi hơi động đá sẽ hết thì ra cho lần cuối đèo. Chỗ này nó khó khăn trong việc di chuyển nên là quay nó sẽ không được, nó luôn dí ở mặt nước mọi người, không cắn anh em mình là săn, nhưng mà chỗ như này nó có dễ có khả năng có cá to. Rồi đây anh dí luôn chạy dài dài lắm rồi. Đây nhớ như thế này thế mà từ từ tàu kia đây dễ. Hơi khó đi chuyển. Thì cái tre này nó gai, nó ít gai. Nhưng mà nếu mà gai như cái tre ta mình thì thôi. Đấy. Đấy. Ô, con gì to. Sophie chạy ra rồi. Con Sophie em nhìn. Coi Sophie không? Sophie. Nó vẫn còn ở chỗ đấy nè. Không, Sophie đầu kia nhìn thấy hắn còn Sophie ở lớp trong. Còn trong đây còn con nào không nhìn. Ui. Đứa nào có 33. Chết thật. Đấy. Đây. Sọc con. Thôi có khi anh em mình di chuyển đến nơi khác mọi người nhé. Chỗ này nó rất là khó quay nên tầm mắt nhìn mọi người nó sẽ mất thời gian của mọi người lắm. Thế là anh em mình quyết định đi nơi khác. Có Cát Tông thì đang tiếp vào video này hoặc là đăng clip sau mọi người nhé. Đây quay mọi người xem này. Hôm nay anh em mình đi cũng có chốc nát mà được bữa cho các cô. Được bữa mọi người. Clip anh em mình xin dừng đây mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tất cả mọi người nhá.